Ôm Mani, xin chào tất cả các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành, giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Hôm nay ở nơi cửa thiền không gian rất là trang nghiêm thanh tịnh này thì thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta bài khí công vẩy tay dịch cân kinh 4 thức và 3 thức. Sau đấy tiếp tục là tập 12 thức dịch cân kinh chữa bệnh. Chúng ta hãy tập bài này hàng ngày để có sức khỏe tốt. Học đầy đủ tại thiền khí công.com, đăng ký khoa học online học miễn phí cùng với thầy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập vẩy tay dịch cân kinh 4 thức trị bệnh. Trái chúng ta bước sang, đứng trên đầu ngón chân, hạ xuống, chào nhau. Thức đầu tiên của vẩy tay, tay đưa lên rất là nhẹ nhàng, tay xuống, chúng ta chùn gối xuống. Ngón chân chúng ta có thể cứng hai bên để nó đỡ bị đau khớp đầu gối. Lên rất là nhu này, lên tay chịu kiểu, xuống nhanh. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên, thở tự nhiên, lưỡi chạm vào miệng trên. Lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng hậu môn ra. Đấy, nhíu hậu môn giúp thông kinh mạch nhâm đốc. Khuôn mặt tươi vui mỉm cười, lưỡi chạm vào miệng trên. Ta có thể tập 50 lần hoặc 30 lần đều tốt. Lên nhu xuống nhanh. Rồi, thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta 30 lần vẩy tay dịch cân kinh. Thức thứ nhất, bây giờ chúng ta thiền đứng thở tự nhiên. Năng lượng tràn hòa giữa đất trời, bàn tay ấm nóng, người rất là ấm nóng. Bài này chúng ta tập hàng ngày, buổi sáng, buổi chiều rất là tốt cho sức khỏe. Thở tự nhiên, thông kinh mạch. Thức thứ hai, tay ngửa, tay đi lên này. Áp út và út lên cao một chút, xuống tay sấp, xuống thật là nhanh. Lên ngửa xuống sấp. Mặt tươi vui, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần vượng thì mặt nó sẽ rất là vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập bình an, hoan hỷ trên khuôn mặt của chúng ta. Đấy, thầy đang tập giữa thiên nhiên đất trời, giữa cảnh thiền rất là thanh tịnh ạ. Chúng ta tốt nhất nên tập ở những không gian này hoặc tập ngoài trời rất là tốt ạ. Nên tay ngửa xuống sấp, lên chậm xuống nhanh, chùn gối liên tục. Thông kinh mạch, thông cho hai lòng bàn chân của chúng ta. Chúng ta không cần bấm đầu ngón chân nữa. Khi chúng ta chuyển gối này, đầu ngón chân tự bấm, lòng bàn chân tự động được xoa bóp, dũng tuyền được thông, gan thận đều được thông. Rồi, chúng ta thiền đứng trước khi bắt đầu vào chiêu số 3. Tôi cảm thấy người nó ấm nóng vô cùng. Chiêu số 3, đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người ra phía sau một chút. Động tác như ném đá. Đứng trên đầu ngón chân nghiêng phía sau. Như đang ném đá về phía trước. Khai thông cho vùng kinh mạch ở vùng thận, thắt lưng. Người rất là khỏe, tràn đầy sức sống. Chúng ta cũng làm 30 lần. Rồi, chúng ta thiền đứng. Bây giờ toàn thân tôi cảm thấy ấm nóng vô cùng. Người rất là nóng ạ.
sức thứ tư. Ta sẽ cúi xuống một chút, tay của chúng ta sẽ phóng xuống. Đấy, thức này thông 10 đầu ngón tay, thông kinh mạch, da dẻ hồng hào và mát lên. Đây, chúng ta có thể nhìn rõ đây. Tay chúng ta cứ lên, rồi phóng tay xuống như động tác cấy lúa. Tác dụng rất là cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thiền đứng, tập được 4 thức dịch căn kinh này, 15 phút thôi mà toàn thân nó rất là sảng khoái nhẹ nhàng, người nó rất là khỏe rồi. Đấy, chúng ta có thể tập dịch 7 tay dịch căn kinh, xong chúng ta tập dịch căn kinh luôn, hoặc là chúng ta tập khởi động trước rồi mới đến dịch căn kinh. Đó, khởi động rồi 7 tay rồi dịch căn kinh. Bây giờ thầy Phúc Thành hướng dẫn tiếp chúng ta chiêu bài dịch căn kinh 3 thức trị bệnh. Bài này thì khai mở hết đốt sống cổ này, cột sống này, và vỗ vùng tâm phế, vùng thận, giúp chúng ta nó rất là khỏe thận, chữa đau lưng, mỏi gối. Đó. Nhà xoay sang trái, xoay sang phải, một tay vỗ ngực, một tay vào vùng thận. Chúng ta xoay cổ phía sau 45 độ, nhìn về phía sau. Ta cứ xoay người trước và sau. Khi nào chóng mặt thì chúng ta không nhìn về phía sau nữa, chúng ta chỉ nhìn ngang này. Đấy, hoặc nhìn về phía trước cũng được. Đấy, bây giờ tôi bắt đầu nhìn ngang. Một tay vỗ vào vùng tâm phế, một tay vỗ vào thận, chữa tất cả bệnh tim này, bệnh phổi này, bệnh thận, yếu đau lưng. Rồi, thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta xong chiêu thức số đầu tiên, chiêu thức số 1 của vẩy tay dịch căn kinh 3 thức. Bây giờ chúng ta đứng thiền đứng 30 giây. Thiền đứng chúng ta thể đứng bình thường này, hoặc chúng ta chùn gối xuống đều tốt cả. Tứ chùn gối thì công năng mạnh hơn. Chùn gối này kết nối giữa chân và mặt đất. Khí huyết nó dồn xuống bàn chân, nó rất là nóng, tựa như đang được ngâm chân nước ấm vậy. Ta có thể đứng chùn gối xuống, nghỉ 30 giây, 1 phút. Những lúc nghỉ này chính là những lúc chúng ta đang thư giãn và thu hút năng lượng rất là mạnh. Rồi, thức số 2 của vẩy tay dịch căn kinh 3 thức trị bệnh. Ở đằng trước chúng ta chùn gối, ra phía sau nổi mình lên. Một tay vỗ vai gáy, một tay vỗ vào vùng thận, thông hoạt cho vùng vai gáy này, thông hoạt cho vùng thận. Ai đau mỏi vai gáy này, những người đau lưng thận yếu, tập bài này rất là khỏe, rất là tốt các bạn nhá. Chùn gối này, ra phía sau nổi chân lên. Cổ nhìn phía sau 45 độ, thông hoạt hết đốt sống cổ. Ai bệnh thoái hóa đốt sống cổ này, các bệnh về cột sống. Đấy, chúng ta tập bài này hàng ngày, rất là khỏe. Phía sau 45 độ. Khi nào chóng mặt thì chuyển sang nhìn ngang. Tôi đang tập giữa khung cảnh thiên nhiên đất trời, nó rất là hùng vĩ. Đằng trước thì là những dãy núi lớn, đằng sau thì là ngôi chùa thiền viện. Đấy, chúng ta có thể tập ở những nơi như thế này thì công năng, năng lượng đất trời nó cao nhất, tác dụng chữa bệnh nó cao nhất. Hoặc không thì cũng nên tập ngoài trời, ngoài ban công. Tập trong nhà cũng được nhưng tác dụng nó sẽ ít hơn một chút. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên.
Rồi, chúng ta đừng thở. Dòng chiều số 2 của bảy tay dịch căn kinh ba thức trị bệnh. Chiều thứ 3, ngón tay cái chạm ngón áp út. Đó, thông cho đường kinh đam tiêu. Thông hoạt cơ thể nó rất là khỏe. Nha. Chúng ta đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người ở phía trước này. Ra phía sau. Tay cọc phía sau, các ngón chân nó hướng lên. Đấy, ra phía sau bật các ngón chân lên. Đứng trên cái đầu ngón chân nghiêng người, ra phía sau bật ngón chân lên. Bài này chúng ta phải làm 30 lần hoặc 50 lần. Tác dụng nó rất là sâu sắc. Thông hòa cho tất cả ngón tay, ngón chân. Người nó tỉnh táo một cách kỳ lạ. Rất là đặc biệt. Nhớ tay lên là phải ngang với tầm vai, đừng để cao này. Ngang tầm vai và chúng ta bật cái tay này lên. Đấy, thông hoạt cho vùng kinh mạch ở đây. Rồi, chúng ta xem cái chiều ngang. Rồi, xong ba thức vẩy tay dịch căn kinh, chúng ta thiền đứng thở bình thường. Rồi, tiếp theo thầy Phúc Thành sẽ hướng dẫn chúng ta cái bài khí công cơ xương khớp, bài khí công của môn phái của thầy, môn phái Giao Long Võ Đạo, khí công Giao Long Võ Đạo, thông hòa toàn bộ cơ xương khớp của chúng ta nhé, tất cả khớp vai, khớp cổ. Xong bài đấy chúng ta đến bài 12 thức dịch căn kinh. Đó. Đầu tiên chúng ta để tay này. Đó. Bàn tay nó sẽ hướng lên trên. Tay hướng lên trên này. Đó. Xoay cổ 10 lần. Rồi xoay ngược lại. Cũng 10 lần. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ thông hoạt cho vai gáy. Tay này từ phía sau ra đằng trước. Hít mũi. Thở miệng. Đó. Rồi, bây giờ ngược lại từ trước ra sau. Thông hòa vai gáy. Bài khí công cơ xương khớp. Hít mũi này. Hít đứng trên các đầu ngón chân, thở miệng, hạ xuống. Rồi, chúng ta thiền đứng thả lỏng cơ thể, thở tự nhiên. Tiếp theo, hít vào, tay trái ngửa ra, xoay về phía sau. 1, 2, 3, về trước thở miệng. Hít. Tay phải ngửa ra, 1, 2, 3, về trước thở miệng. Bài này thông hoạt cuộc sống. 2, 3, thở. Hít. 3, thở. Hít. 1, 2, 3, thở. Hít. 1, 2, 3, thở. Hít vào, ép phần eo lườn, nhón gót của chân trái lên, xoay ra bên trái. 1, 2, 3, thở miệng. Hít, bên phải. 1, 2, 3, thở. Hít. 1, 2, 3, thở. Hít. 1, 2,
3, thở. Hít. 1, 2, 3, thở. Hít. 1, 2, 3, thở miệng. Thức tiếp theo, thông qua cho vùng thận khí, tay của chúng ta để này, đó. Hít vào nghiêng về phía sau, chuồn đầu gối xuống một chút. 1, 2, thở miệng, 2 lần. 1, 2, thở. 1, 2, thở. 1, 2, thở. Hít. 1, 2, thở miệng. Thở miệng 2 lần. Rồi, chúng ta đứng thiền. Chúng ta có thể khởi động cho phần khớp háng của chúng ta. Xoay khớp háng này, trong ra ngoài. Đó. Trong ra ngoài. Rồi, 10 lần, sau đấy chân bên cạnh, chân còn lại cũng như vậy. 10 lần. Rồi, từ ngoài vào trong. Rồi, ngược lại. Rồi, chúng ta xoay đầu gối trong ra ngoài. Khởi động khớp đầu gối. Ngoài vào trong. Đứng thả lỏng cơ thể. Xong bài khí công cơ xương khớp. Giao long võ đạo. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh. Được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh. Bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân. Chiêu 11, rất tốt cho mật. Chiêu 12, giải độc cho gan. Và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cầm trị bệnh và khóa thiền trị liệu sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết, chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.